Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhớ ấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi về phần Breeding Pokemon nha các bạn. Đó chính là phần sinh nở của những em Pokemon. Đầu tiên thì mình sẽ cần chuẩn bị những cái vật phẩm như thế này nha các bạn. Chúng ta có rất là nhiều vật phẩm luôn. Thì cái hàng đầu tiên là những cái hương thơm đó các bạn ạ. Chúng ta có rất là nhiều loại hương thơm luôn. Và cái vật quan trọng cho Breeding đó chính là Rain Block. Đó, công thức chế tạo của nó như thế này đây. Một cái PC, một cái piston và một cái chậu hoa thôi, rất là đơn giản luôn. Rồi, tiếp theo mình có được đó chính là cái Rain Upgrade. Với cái này thì các bạn có thể nhận được khi mà đánh boss nè. Và khi mở từ những cái rương nha các bạn. Đó, mở từ những cái chest đấy. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ đặt cái Rain Block ở đây nha các bạn. Đó. Đó, rồi chúng ta sẽ cùng kiểm tra nào. Cái Rain Block này, mặc định của nó sẽ là 9x9 nha các bạn. Nó sẽ trải rộng với một cái vùng 9x9. Chúng ta có thể dùng mấy cái Rain Upgrade để mà mở rộng nha. Đó, mình sẽ mở rộng ra 4 hướng luôn. X cộng X trừ và Z cộng Z trừ nha. Và bây giờ cái Rain Block của mình nó đã trải rộng ở một cái diện tích là 15x15 rồi nha các bạn. Đó, đây là diện tích maximum của một cái Rain Block nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành cất nó vào. Rồi, mình sẽ nói thêm về hai cái món vật phẩm kế tiếp. Đó chính là Destiny Knot và Everstone nha các bạn. Rồi, ngoài ra ở dưới đây mình cũng có được 6 cái khăn sức mạnh. Mấy cái khăn này các bạn nào mà theo dõi mình về những cái điểm IV, EV thì sẽ biết tác dụng của những cái khăn đó nha. Đó, và 6 cái khăn sức mạnh này nó cũng sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái việc giữ mấy cái điểm IV khi mà chúng ta breeding Pokemon nha các bạn. Rồi, đầu tiên thì Everstone. Everstone đó chính là cái vật phẩm mà khi chúng ta đeo cho Pokemon bố hoặc mẹ thì nó sẽ giữ lại cái nature. Tức là cái thuộc tính thiên nhiên đó các bạn à. Hoặc gọi là cái tính cách của Pokemon đó. Cái tính cách này thì nó có thể giúp Pokemon ví dụ như là cộng speed trừ defense hoặc là cộng attack trừ special attack chẳng hạn. Đó, nó là như vậy. Thì về phần cái Destiny Knot này, khi chúng ta đeo cho Pokemon bố hoặc mẹ thì nó sẽ giúp chúng ta giữ được 5 cái chỉ số IV thay vì 3 như là mặc định nha các bạn. Mặc định thì nó có 6 chỉ số. Và khi đeo Destiny Knot nó sẽ giữ lại 5 chỉ số nha các bạn. Khá là xịn luôn. Ok. Thì cái Rain Block này á, nó đang ở bản 7.0.6 đó. Nên chúng ta chỉ có thể breeding một lần hai con Pokemon trong một cái Rain Block thôi. Trước bản 7.0.6 á, tức là mấy bản mà 6 chấm rồi á, thì chúng ta có thể breeding một lần 6 con luôn trong một cái Rain Block nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành phần breeding thôi. Trước tiên chúng ta sẽ cất những em Pokemon vào trong đây hết đi đó. Bây giờ mình có một em Ditto nè. Trong tập hôm trước chúng ta đã rất là may mắn luôn. Và đây Chansey, em này tập hôm trước mình cũng bắt luôn. Nó đeo cái gì đây vậy? Để mình cất đi cái đã. Rồi, thì để breeding Chansey chúng ta cần phải sử dụng mấy cái hương thơm nha các bạn. Và cái hương thơm đó nó có tên là Look Incense nha. Đây, Look Incense. Đó. Phải đeo cái này cho Chansey. Nếu mà không đeo á thì khi breeding á, cái trứng nó sẽ nở ra một con Chansey khác chứ không phải là một cái con cấp 1 của Chansey nha các bạn. Đó. Breeding là để chúng ta có được những con Pokemon mà tiến hóa level 1 đấy. Những con đó thì nó không có xuất hiện ngoài tự nhiên các bạn à. Đó. Đây chính là chỉ số IV của Ditto và Chansey. Đó. Thì mình thấy chỉ số của Ditto nó khá là hợp lý hơn. Và về phần nature thì hai con này cũng không có gì đặc biệt cả. Nên mình không có đeo Everstone nha. Mình chỉ đeo Destiny Knot vào thôi. Và Destiny Knot này mình sẽ đeo cho con Ditto nha các bạn. Để cho nó giữ 5 chỉ số IV lại luôn nha. Khá là xịn luôn đó. Thì khi breeding bằng Ditto nó rất là có lợi thế anh em à. Đó, tại vì Ditto nó có thể breeding với tất cả các Pokemon khác luôn đó. Ví dụ như là có thể breeding với một con cái nè, có thể breeding với một con đực, một con không giới tính. Đó. Pokemon Alolan các kiểu. Đó, đều được hết nha các bạn. Rất là xịn luôn. Thì trong tập hôm nay mình hy vọng là có thể cung cấp cho bạn thật là nhiều thông tin về breeding nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phần kiểm tra hệ của Pokemon nha các bạn. Đó, phần kiểm tra này nó sẽ rất là quan trọng luôn. Ditto thì nó thuộc hệ thường. Khá là xịn luôn.
và Chelsea cũng thuộc hệ thường luôn. Đó, rất là lợi thế cho chúng ta. Rồi, về mình đã kiểm tra hệ xong rồi, hai con này đều thuộc hệ thường cả. Và ứng với hệ thường thì nó sẽ có một cái môi trường thích hợp nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ phải chuẩn bị cái vật phẩm thích hợp để làm môi trường cho đúng hệ của Pokemon nha các bạn. Đó, thì với hệ thường này chúng ta tốt nhất nên chuẩn bị mấy cái bánh kem nha các bạn. Đó, mấy cái case. Cái case thì nó sẽ mang cái giá trị là 3 lận nên rất là tuyệt luôn. Thì sữa thì chúng ta có thể dùng cái con Mewtang để mà múc nha các bạn. Đây, Mewtang, nó đây rồi. Đây là con bò sữa các bạn. Rồi, chúng ta sẽ click chuột phải vào. Đó, múc được một xíu sâu sữa rồi nè. Cái này thì chúng ta phải chờ một xíu anh em ạ, để cho nó cooldown lại. Bên đây thì chúng ta có thêm lúa nè. Đó, lúa thì nó có sẵn luôn rồi nên không có sao cả. Đó, rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục chuẩn bị những cái vật phẩm khác. Rồi, về phần trứng gà thì chúng ta có thể đi tìm mấy con đu đu. Đây, để mà giết nó luôn các bạn ơi. Đó, nó cho mình một cái trứng rồi nè. Rồi, và cuối cùng mình còn thiếu đó chính là sugar các bạn ạ. Sugar này thì chúng ta có thể lấy được từ sugar canes, mấy cây mía đường. Đó, mía đường thì nó hay mọc ở ven sông nên mình có thể đi ra ngoài này và lấy thêm nha các bạn. Ok, đây chúng ta có thể đi ra ngoài này và lấy thêm mấy cây mía đường nào. Đó, mình sẽ lấy hết luôn vì mình cũng cần một số lượng bánh kem rất là lớn đó, đâu tầm 2 stack mới được nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi trở về nhà và chế tạo thử một cái bánh kem nào. Đó, ra ngoài này và chế tạo một cái bánh kem. Ta-la, một cái case. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành chuẩn bị một cái môi trường gồm rất là nhiều bánh kem nha các bạn. Ồ, diện tích là 15 x 15 lần đó. Và ở đây mình đã hoàn tất một cái môi trường bằng bánh kem để cho cái việc breeding mấy con Chelsea cũng như là deep to rồi đó nha các bạn. Ok, chúng ta sẽ tiến hành cất hai con này vào PC để mà breeding chúng nha. Đó, cất luôn cái con Mewtang vào đi. Mewtang hết tác dụng rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua mấy cái brain block này và cho hai con này vào nha các bạn. Đó, rồi ở đây chúng ta có thể kiểm tra được. Đó, chúng nó đang yêu nhau nè, các kiểu nè, yêu nhau từng ngày. Đó, thì cái thông báo này các bạn đừng có bỏ qua vội nha. Đó, nó đều có cái ý nghĩa của nó hết nha. Ồ, rất là xịn luôn. Thì các bạn có thể tham khảo ở những trang mà mình để ở dưới phần mô tả video nha. Ở đây mình có mấy cái đồng hồ cát vàng và đồng hồ cát bạc của IC nha các bạn. Về phần đồng hồ cát bạc thì chúng ta không có thể cho trực tiếp vào Rain Block, nhưng mà đồng hồ cát vàng thì chúng ta có thể cho trực tiếp vào được nha các bạn. Đó, chỉ cần cho 5 cái đồng hồ cát vàng thì cái bọn này nó sẽ hoàn thành xong cái quá trình mà cho ra trứng đó. Ờ, và ở đây chúng ta đã có một cái trứng đầu tiên rồi nè. Và các bạn có nhận ra cái điều gì không? Cái quả trứng này nó được chứa trong Tamer Ball nha các bạn. Và Tamer Ball tức là quả ball của cái con Chelsea đó. Đó, cái quả trứng này nó sẽ kế thừa quả ball của mẹ nó. Rồi, còn cái quả ball của bố thì nó sẽ không kế thừa được nha các bạn. À, thế là mình đã có cái quả trứng đầu tiên trong tập ngày hôm nay rồi. Khá là xịn luôn đó các bạn ơi. Rồi, nãy giờ thì mình đang chờ nấu xương rồng các bạn ơi, để mà tạo ra mấy cái bột màu nè. Chúng ta sẽ tạo cái màu xanh này đi. Mình đã có được 4 cái rồi nè. Wow, vừa đủ luôn. Rồi, sẵn mình sẽ chế tạo mấy cái tấm di chuyển cho nó nhanh nha. Đây, mấy cái tấm da tóc. 4 tấm là đủ rồi nha các bạn. Rồi thì mình sẽ đi qua phía bên này để mà tiến hành tạo luôn. Mình sẽ tạo luôn một cái hệ thống để mà tăng tốc độ nở của trứng nha. Bình thường thì các bạn có thể di chuyển để mà mấy quả trứng này nó nở được nha các bạn. Rất là xịn luôn đó. Chúng ta có thể di chuyển để những quả trứng này nó nở. Di chuyển được bao nhiêu bước chân đấy? Tầm 255 hay 256 gì đấy. Cái bước chân đó nó tính không phải theo cái số block đâu các bạn à. Nó tính theo một cách gì đó mình cũng không có rõ nữa đó. Có gì các bạn có thể cứ tham khảo thêm ở trang wiki mà mình để dưới phần mô tả video này nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo luôn cái máy tăng tốc độ nở của quả trứng này. Đầu tiên thì mình đã có rất là nhiều bắt ice rồi. Đó, đây là đá khô nha các bạn.
Rồi, và ở đây thì mình sẽ đặt một cái lối để mà đi lên nữa. Đặt cho nó cân bằng coi. Đặt cho nó cân bằng coi. Và bây giờ mình sẽ đặt mấy cái tấm da tóc. Đặt đúng như vậy nha các bạn thì nó mới được đó. Rồi. Ta-da! Mình đã xong rồi đó. Thì cũng có những con Pokemon nó làm tăng tốc độ nở của trứng được nha các bạn. Đó. Nó sẽ tăng gấp 2. Đó chính là những con Pokemon nó có hai cái abilities, hay còn gọi là nội tại như sau. Đó. Đầu tiên mình sẽ cầm một con Magma ra trước cái đã. Và con tiếp theo sẽ là con Kamrup nha các bạn. Đó. Thì hai cái nội tại đó là gì? Mình sẽ cho các bạn coi. Đây, đó chính là nội tại Flame Body và Magma Armor nha các bạn. Ồ, khi mà đeo Pokemon có hai cái nội tại này, trứng nó sẽ nở nhanh gấp 2 lần đó. Và cái tốc độ nở gấp 2 lần á, nó chỉ cộng có một lần thôi bạn ơi. Tức là chúng ta đeo hai cái con nhưng mà nó vẫn nở có gấp 2 lần thôi. Đó. Nó không có gấp 4 lần được đâu. Nên các bạn đừng có đeo nhiều làm cái gì cả. Ở đây mình chỉ đeo để làm mẫu cho các bạn thôi nha. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đi vào cái máy tăng tốc nở của trứng nha. Để mà chúng ta tiến hành cho cái quả trứng này nó nở coi. Rồi, đó. Để như thế này là nó sẽ tự chạy thôi các bạn ơi. Rất là đơn giản luôn đó. Ok, mình sẽ chờ một xíu thôi nào. Wow, nhìn vậy chứ rất là lâu các bạn ơi. Phải 30 mấy phút hoặc là 20 mấy phút lận đó. Và chạy nãy giờ rồi mà quả trứng nó vẫn chưa xi nhê gì cơ. Trời ơi, thiệt là khổ quá đi. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ một xíu nữa thôi các bạn ơi. Chờ một xíu nữa coi nào. Chạy rất là đã luôn các bạn ơi. Mình không cần động tay động chân gì luôn. Và nó đã nở rồi kìa. Cái trứng của bạn đã nở thành con Baby's Happiny. Và đây là Pokemon cấp 1 của con Chansey nha các bạn. Happiny. Nó đây rồi các bạn ơi. Và ở đây chúng ta đã có thêm một quả trứng nữa rồi nè. Mình làm luôn một quả nữa luôn các bạn ơi. Hai cái con Happiny luôn cũng được. Ok, rồi, khá là xịn rồi. Chúng ta vừa có thêm một con Happiny và vừa có thêm một cái quả trứng nữa. Bây giờ để mình cất hai con này vô cái đã. Breeding hai con này xong rồi đó. Ok. Để mình cất cái quả trứng này vào cái đã. Cất luôn con Kamrup vào đi. Và chúng ta sẽ chúng ta sẽ chờ, chúng ta sẽ coi thử cái con Happiny này cái đã. Đó, nhìn nó dễ thương chứ. Baby's Happiny. Khá là xịn anh em ạ. Ok, và để mình kiểm tra xem IVs của con này và cái con Ditto coi nào. Nó giống được bao nhiêu ta? Được cái Special Defense nè, được Special Attack nè, được cái điểm Attack nè. À, giống được 3 điểm thôi. Và Speed nữa, 4 điểm. Sao có 4 điểm rồi ta? Mình cũng khá là thắc mắc. Ok, cái đó thì các bạn cứ tìm hiểu thêm nha. Chứ mình cũng không có rõ về cái vật phẩm cho lắm. Tại vì trên wiki nó đã nói là giữ được 5 điểm mà chúng ta chỉ có được 4 điểm thôi. Trời, khá là đáng buồn. Đây, Happiny, rất là dễ thương luôn. Khá xịn. Ok, cất nó vào rồi các bạn ơi. Đó, Redding thành công rồi nha. Trời ơi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần Redding nữa nha các bạn. Rất là xịn sò luôn. Rồi, thì cái con Pokemon mình sẽ Redding tiếp theo là con gì đây ta? Ta-da! Đó chính là con Chamchow nha các bạn. Con này mình có bắt trong những tập trước rồi nè. Và mình cũng cần luôn một cái con Ditto nữa. Đó, nói chung có Ditto thì chúng ta có thể Redding với tất cả mọi Pokemon khác. Con này để mình coi. Nó thuộc hệ Psychic các bạn ơi. Hệ tâm linh, trời ơi. Thì link để mà coi về môi trường khi mà Redding Pokemon mình sẽ để ở dưới phần mô tả video này nha. Các bạn nhớ ấn vào phần mô tả nha, hoặc là phần comment cũng được nha các bạn. Ok. Thì cái nature này cũng không có xịn cho lắm, nhưng mà mình sẽ thử. Đó, bỏ vào con Ditto cho các bạn coi nha. Để coi thử tí nữa cái con cái trứng của cái con Chamchow này á, nó có giữ được cái môi trường hay không.
Con biết đâu này mày cứ làm phiền tao hả? Chết đi hả? Và nó cho mình cái trứng luôn kìa, ghê chưa? Ok, à, rất là xịn luôn rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành test. À, khi mà không đúng môi trường thì nó sẽ như thế nào nhé bạn? À, ở đây thì mình sẽ tiến hành bỏ hai con Ditto và Chamcho vào trong đây. Đó, ở đây thì chỉ có một con Ditto là đúng môi trường thôi, còn con Chamcho là chưa nha. Đây, click vào Ditto thì nó vẫn bình thường đó, nhưng mà Chamcho nó vẫn yêu Ditto nhưng mà nó không cảm thấy thoải mái trong cái môi trường này nha bạn. Đó, đó chính là lý do chúng ta cần phải chuẩn bị cho nó đúng cái môi trường đó. Vì con Chamcho này nó thuộc hệ tâm linh nên chúng ta sẽ dùng mấy cái block of quartz, mấy cái khối thạch anh để mà tăng cái giá trị lên em à. Đó, mấy cái này là tốt nhất cho cái hệ tâm linh rồi đó, tại vì nó mang giá trị là 3 lần các bạn ơi, rất là xịn luôn. Ok, ngoài ra nó còn có block kim cương nè, block emerald và bàn enchant nữa. Ok, rồi, bỏ vào. Đó, bây giờ thì nó đã yêu nhau bình thường rồi nè. Hai con nó đã đúng môi trường rồi các bạn ơi. Đó. Rồi, rất là xịn luôn rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành cho mấy cái đồng hồ cát. Đó, đồng hồ cát bạc hoặc là đồng hồ cát vàng vào nha bạn. Đó. Đây, để mình cho các bạn coi. Đồng hồ cát bạc thì chúng ta có thể bấm vào những cái con Pokemon. Đó. Còn đồng hồ cát vàng chúng ta có thể bấm thẳng vào luôn Grand Block nha các bạn. Đó. Thì đồng hồ cát bạc thì nó bằng một nửa đồng hồ cát vàng thôi. Tức là hai đồng hồ cát bạc sẽ là bằng một đồng hồ cát vàng đó các bạn ạ. Bấm như vậy thì nó sẽ mất công hơn, nhưng mà chúng ta đã có được trứng rồi nè. Rồi. Thay vì sử dụng 5 cái đồng hồ cát vàng thì chúng ta phải sử dụng 10 cái đồng hồ cát bạc để mà có được một quả trứng đó các bạn ơi. Rồi, để mình cất cái quả trứng này vào trong đây luôn nha. Đó. Chúng ta sẽ chuyển nó vào một cái chỗ nào đó ổn định đi. Đấy. Khá là xịn luôn. Trứng của con Chamcho. Để mà chuẩn bị môi trường cho bố mình tiếp theo thì mình sẽ chế tạo thêm thật là nhiều mấy cái dispenser nha các bạn. Đó, rất là nhiều dispenser luôn. Thì cái này nó sẽ là môi trường phù hợp với những Pokemon hệ bay nha các bạn. Đó. Mà cái con tiếp theo của mình á, nó mang hai hệ lận nên chúng ta vẫn phải kết hợp. Đó. Đây, đầu tiên thì mình sẽ làm một nửa dispenser bên đây. Đó. Nãy giờ mình làm cũng gần xong rồi nè. Rất là nhiều dispenser luôn. Đây tức là mấy cái máy bắn đó các bạn à. Ồ, rất là xịn luôn nha. Đó, mình sẽ cho hết vào trong đây. Rồi, còn dư hai cái nè. Hai cái này mình đặt vô luôn đi ha. Đặt càng nhiều càng tốt mà không sao cả. Mình đặt sao cho nó cân bằng là được rồi các bạn à. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đi qua mấy cái Ocean Monument nha các bạn. Đó, để mà lấy thêm mấy cái đèn biển, mấy cái Sea Lantern, mấy cái này đây nè. Đó, đây mình có cái cây Big Axe siêu thích mà, nó đập thoải mái thôi, nó không có bị bể ra đâu. Rồi, đi xuống đây và lấy thêm thôi bạn ơi. Chắc mình sẽ lấy tầm 2 stack nha, 2 stack đèn biển cho nó đủ. Ồ, xuống đây lấy thêm nè anh em ơi. Rất là nhiều đèn biển ở đây luôn. Khá là xịn. Thì đèn biển này á, nó mang cái giá trị môi trường là 3 dành cho Pokemon hệ nước nha bạn. Menaphy xuất hiện nè. Mà mình có rồi nên mình cũng không cần nó nữa. Kệ nó thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục với cái công việc đó chính là đập đèn biển đó thôi. Đó. Còn phải đập 2 stack luôn đó. Thật là nhiều nó mới phù hợp với cái môi trường các bạn à. Đó, và đây, đèn biển đây nè, lắp cho nó full lại coi. Đó, vì cái brain block của mình là 15 x 15 lận á, nên cái quá trình hình thành trứng cũng như là hình thành mấy cái loại trái tim á, nó cũng sẽ nhanh hơn là cái môi trường brain block 9x9 nha các bạn. Đó, thì cái loại trái tim như thế nào các bạn có thể tham khảo thêm. Đó, mình chỉ đưa thông tin cho các bạn như vậy thôi nha. Ok. Và ở đây chúng ta đã xong được 3 môi trường luôn. Đó. Hệ bay nè,
hệ hệ nước cũng như là hệ thường luôn nha các bạn. Đó, case, sea lantern và dispenser. Đây, mentin. Và chúng ta còn phải đeo cái loại hương, đó chính là cái way incense nha. Đây, way incense, phải đeo cái này mới được nha bạn. Không là nó sẽ nở ra lại cái con mentin là chúng ta công cấp đó. Rồi, đâu rồi? Phải bỏ mentin vào trong đây mới được các bạn ơi. Rồi, tiếp theo đó chúng ta sẽ tiến hành vào ramlock và click vào cái con mentin này thôi. Đó, đây, chúng nó đã có được môi trường phù hợp rồi nè. Vậy con Dipter của mình đâu rồi? À đây đây đây, Dipter, khá là ổn áp luôn đó. Ok, rồi, chúng ta còn mấy cái đồng hồ không ta? Mình hết đồng hồ, à mình vẫn còn đồng hồ ở đây mà. Đó, và bốn cái đồng hồ vàng lận. Trời ơi, bây giờ mình sẽ chờ cho nó, cho hai con này nó yêu nhau thắm thiết để cho nó nở thành quả trứng mới được các bạn à. Ok, chờ một xíu thôi nào. Trời ơi, có vẻ là rất là lâu đấy. Ồ, nó đã lên trái tim màu đỏ rồi các bạn ơi. Đó, ở đây chúng ta có được trứng của con mentin rồi nè. Rất là xịn luôn. Đó, mình sẽ tiến hành claim quả trứng này thôi các bạn ạ. Claim edge. Ồ, xịn chưa, xịn chưa. Và hình như mentin này là mentin đực đúng không? Đúng rồi, mentin đực. Đó, và nó cho mình cái quả trứng nằm trong quả pokeball đó các bạn ạ. Ok, rồi chúng ta sẽ cất cái quả trứng qua bên đây đi. Đâu rồi, cái chỗ để trứng của mình đâu rồi? Chỗ để trứng của tôi, đây nè. Đó, quả thứ 3. Khá là xịn luôn. 3 quả trứng thôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục redding tiếp nha. Thì cái con tiếp theo mình sẽ redding, đó chính là hai con Azumarine và con Meryl nha các bạn. Ồ, hai con này nó đều thuộc hai hệ, đó chính là hệ nước và hệ hệ tiên. Ồ, hệ tiên thì chúng ta cũng có thể dùng lại mấy cái bánh kem đó, mấy cái case. Ồ, tại vì nó mang cái giá trị là 3 lận, rất là xịn luôn. Về hệ nước thì chúng ta chỉ cần sử dụng mấy cái sea lantern hồi nãy thôi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái môi trường cho tụi nó cái đã. Trước mắt để mình coi thử điểm IV của hai con này. Ồ, nó cũng xem nhau cho lắm ha. Nó cũng khá là xịn đấy. Ok, và mình sẽ đeo Destiny Notes cho con Marine. À, cho con Azumarine chứ. Ok, đeo Destiny Notes cho con này để cho nó giữ cái điểm IV của con này đi. Tại vì con thấy, mình thấy con này nó cũng xịn hơn đó. Wow. Rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị cái môi trường thích hợp coi các bạn ơi. Mình quên mất cái Rainlock này á, khi mà mình đập đi á thì nó sẽ về lại với cái trạng thái là 9x9 nha các bạn. Nên các bạn phải cẩn thận đó. Nếu mà đã upgrade rồi thì đừng có nên đập đi nha. Đó, tốt nhất thì nên chế tạo một cái khác. Đó, một nửa bằng sea lantern và một nửa bằng case. Đó, nó mới hợp với hai hệ. Rồi, bỏ hai con này vào. Chúng ta sẽ cho hai con này vào trước, vào đây thử nha các bạn. Đó. Wow, cho tụi nó tiến hành tạo ra những quả trứng cái nào. Hai con này là chung một loài nha các bạn, nhưng mà một đực một cái thì chúng ta có thể redding thoải mái luôn. Rất là xịn luôn nha. Đó, hai con đực thì không thể redding với nhau được, cũng như là hai con cái cũng vậy. Mình quên mất các bạn ơi, trời ơi, chúng ta còn phải đeo mấy cái hương thơm cho cái bọn này các bạn ạ. Mình quên mất. Và cái hương thơm đó chính là cái sea incense. Đâu rồi? Sea incense. Đó, phải đeo đúng cái này nha các bạn. Nếu mà không đeo thì nó sẽ tạo ra những quả trứng. Nó sẽ nở thẳng ra cái con Marine hoặc là nở ra con Azumarine luôn. Nó sẽ không nở ra cái con cấp 1 của hai con này đâu các bạn à. Phải đeo đúng. Đó, chúng ta có một list Pokemon mà khi redding á, chúng ta cần phải đeo mấy cái hương. Đó, nếu mà không đeo thì nó sẽ nở ra cái cấp kế tiếp nha. Nó không có nở ra cấp 1 luôn đâu đó. Nó sẽ rất là tốn công cho chúng ta đó. Ok, và đây mình sẽ tiến hành chờ cho chúng nó tạo ra những quả trứng thôi. Lại đợi chờ và hạnh phúc thôi. Ồ, khá là lâu đó. Rồi, trời ơi, ở đây thì mình sẽ tiến hành redding tiếp tục luôn nha các bạn. Mình sẽ redding song song một cái ở bên đây luôn nha. Tiếp theo nó sẽ còn cái full incense này nha.
Đó, full incense, đó chính là con Snorlax. Mình sẽ breeding con Snorlax cũng như là con Ditto luôn nha. Đó, breeding song song luôn. Vì con Ditto và con Snorlax thì nó thuộc hệ thường hết các bạn à. Chúng ta có thể sử dụng cái môi trường màu ánh kem để mà tăng cái chỉ số tốt nhất nha. Đó, xịn chưa? Breeding song song luôn. Wow, ở đây nó lên được trái tim màu vàng rồi nè. Trái tim màu xanh luôn rồi các bạn ơi. Bữa nay lên trái tim màu tím đúng rồi nè. Và nó có được quả trứng rồi nè. Đó, bữa nay và cũng có một quả trứng luôn. Xịn chưa? Một quả nằm trong Liverpool và một quả nằm trong Pokemon. Rồi, để mình hủy mấy con này đi, không cho tụi nó redding nữa nha các bạn. Đó, xịn chưa? Rồi, để chúng ta cất hai cái quả trứng này vào đi. Khá là xịn xò rồi. Đó, 5 quả trứng rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với những con Pokemon tiếp theo nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành breeding cái con Pokemon tiếp theo nha các bạn. Đó, đầu tiên thì chúng ta cần phải lấy mấy cái incense ra cái đã. Đó chính là Odd Incense. Đó chính là con Mr. Mime. Còn phải đeo Odd Incense cho nó mới được nha. Rồi, và đúng môi trường rồi đó các bạn ạ. Mr. Mime này thì nó thuộc hệ tâm linh nữa. Rất là tiện cho chúng ta luôn. Mình sử dụng cả hai môi trường luôn, bằng case cũng như là bằng block of wood. Mình sử dụng cả hai môi trường luôn, bằng bánh kem cũng như là bằng khối thạch anh. Để cho mà phù hợp nha các bạn. Trời ơi, hôm nay ra được cái trứng chưa vậy? Mr. Mime. Rồi, nó vẫn yêu nhau từng ngày các bạn ơi. Ok. Có được quả trứng rồi sao á? Ủa chưa có, có rồi nè. Phải bấm vào thì nó mới xuất hiện nha bạn. Claim nó liền. Xịn chưa? Đây là con Mr. Mime đực đó. Mr. Mime đực nên chúng ta thu được quả trứng nằm trong một cái bên thôi. Ok, được 6 quả trứng rồi nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái quá trình breeding nữa thôi. Thì cái con tiếp theo mình sẽ định breeding, đó chính là con gì đây, con gì đây? Đó chính là con Rose Ray nha các bạn. Và con này thì mình cần phải đeo cái loại hương, đó chính là Rose Incense nha. Đeo vào đó và cất nó vào trong đây. Wow. Tiếp tục, chúng ta còn phải chuẩn bị cái môi trường với con Rose Ray này nữa. Rose Ray thì nó mang hai hệ, đó chính là hệ lá và hệ độc nha các bạn. Wow, hai hệ luôn. Và Ditto thì mang hệ thường. Hệ thường thì mình có một nửa môi trường màu bánh kem rồi. Đó, hệ lá và hệ độc đây nè. Rồi, mình sẽ tiến hành chuẩn bị môi trường cho hai cái hệ này luôn nha các bạn. Chuẩn bị môi trường cho song hệ độc lá thôi. Ok, thì môi trường cho hệ lá tốt nhất mình sẽ sử dụng cái hay bell này. Cái hay bell thì các bạn có thể chế tạo từ chính cái lúa nha các bạn. Cái này thì tạo rất là dễ thôi. Rồi, hay bell nè. Rất là nhiều hay bell luôn. Ta sẽ kéo ra thôi các bạn ạ. Kéo ra thoải mái thôi. Rồi. Và tiếp theo thì mình sẽ đặt. Rồi. Để mình coi thử môi trường nó thích hợp chưa. Wow. Nó vẫn được nữa các bạn ơi. Tuy thiếu một cái môi trường dành cho hệ độc nhưng mà vẫn được. Nhưng mà mình nghĩ sẽ lâu hơn. Nên mình sẽ tiến hành tạo luôn môi trường cho hệ độc. Đó chính là dùng mấy cái Ruin Stand nha các bạn. Mình đã có rất nhiều Ruin Stand luôn nè. Mấy cái này thì các bạn có thể chế tạo bằng que của quỷ lửa nè. Rất là dễ dàng luôn. Ok, nói chung thì trong Wishimon này á, đồ này các bạn không bao giờ thiếu được. Bữa mà nó xuất hiện là chúng ta sẽ có đồ thôi. Quá đơn giản luôn. Rồi, để mình đặt cho nó xong cái đã. Môi trường cho Pokemon hệ độc. Bạn nhìn ghê chưa? Rewinstein. Trời ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho hai con Rose Ray và Ditto vào để mình coi thử. Ditto thì nó hợp lý rồi nè. Còn Rose Ray, bây giờ thì nó lại xuất hiện cái thông báo khác các bạn thấy không? Đó. Bây giờ thì cái con Rose Ray nó lại xuất hiện cái thông báo khác. Đó, nó sẽ khác biệt hồi nãy liền chứ. Đó, các bạn phải để ý những cái thông báo như thế. Rồi, để mình ra mình kiểm tra coi nào. Wow, lên trái tim màu xanh, màu tím rồi nè. Wow, để mình coi nó có trứng chưa cái đã. Có trứng rồi nè. Haha, quá tuyệt vời luôn. Claim nó thôi. Trời ơi, khá là xịn luôn.
Rồi để mình cho hai cái con này ra khỏi rain block thôi. Đủ rồi đó. Rồi mình sẽ đến với cái con Pokemon tiếp theo nha các bạn. Con tiếp theo sẽ là con Sudowoodo và con Ditto nha. Sudowoodo thì nó thuộc hệ đá. Vậy thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị một cái môi trường hệ đá thôi. Trước mắt để mình đập mấy cái hay bell cũng như là Rewind Stand ra cái đã. Thì Sudowoodo nó cần phải sử dụng một cái loại hương, đó chính là Rock Incense nha các bạn. Đó, hương cho hệ đá thì nó mới tạo được cấp 1 nha. Phải sử dụng nha các bạn. Ok, con Distor của mình nãy giờ nó vẫn đeo cái Destiny Knot nè. Nãy giờ mình cũng không có thay đổi cho lắm. Rồi, mình sẽ vào trong đây mình lấy thêm đồ coi. Mình sẽ lấy thêm đồ nè. Chúng ta sẽ lấy Endstone ra các bạn ơi. Mình đã chuẩn bị rất là nhiều đồ luôn, cũng rất là nhiều hệ để mà chúng ta cần, để mà chúng ta raiding đó. À, cái con Furfu này. Mày kiếm chuyện với tao hả? Chết đi mày. Rồi, Endstone sẽ là cái thứ tốt nhất cho cái hệ đá nha các bạn. Mình luôn sử dụng những cái thứ tốt nhất để mà tạo cái môi trường cho mấy con Pokemon này á. Nó tạo được cái quả trứng nhanh nhất. Chứ không thì mình phải chờ rất là lâu đó các bạn ơi. Nội mà mình chờ nó nở thôi cũng mệt lắm rồi á. Chờ để tạo trứng nè, chờ để chúng nó thay đổi cái trạng thái tình yêu nè, tức là thay đổi cái trái tim á. Rồi để mình tạo luôn cái môi trường bằng Endstone cho nó nhanh nha. Ây da, nó hơi bị giật lắc một xíu. Ôi ơi. Rồi và một hàng nữa. Ây da. Ở chỗ này. Rồi chúng ta sẽ đập ra đi. Thế là mình đã xong được cái môi trường rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho Sudowoodo cũng như là con Distor vào trong PC trước cái đã. Phải cho tụi nó vào PC thì chúng ta mới cho vào Renlock được. Rồi Distor và Sudowoodo. Distor nè, Sudowoodo nè. Đó, hai con nó đã thích hợp với môi trường chưa? Ai ra tụi nó đâu rồi? Đây, Sudowoodo. Đó, nó đã thích hợp với môi trường rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ chờ một xíu để cho cái quả trứng nó được tạo thành cái đã. Tala. Trời ơi, chờ nãy giờ luôn rồi đó. Và cái quả trứng của con Sudowoodo đâu rồi? Tala. Flame nó thôi anh em ơi. Flame nó ngay chứ. Chờ nãy giờ là mệt lắm rồi đó. Ok, mình sẽ cất nó vào trong đây luôn nha. Đây là quả trứng thứ 8 của chúng ta. Quả trứng thứ 8 mà chưa nở chứ. Nãy mình đã có cho nở một quả trước rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đến với cái em Pokemon kế tiếp. Đó chính là Distor và Wubwubfit nha các bạn. Đó, thì cấp 1 của con Wubwubfit á, mình đã bắt ở vùng The End rồi. Đó, nhưng mà bây giờ mình lại thích Redding nó một lần nữa. Và chúng ta cần phải sử dụng Glass Incense nha. Phải sử dụng cái loại này mới được nha các bạn. Glass Incense. Và nó thuộc hệ Psychic. Hệ tâm linh. Vậy thì chúng ta sẽ lại sử dụng mấy cái khối thạch anh nữa thôi. Lại là mấy khối thạch anh nữa nè. Rồi, kéo cho nó full cái đã. Xong được cái môi trường rồi nè các bạn ơi. Mình sẽ cho hai con này vào PC trước cái đã. Quên mất, nãy giờ cứ quên hoài à. Cho vào PC trước nè. Đó, cho vào PC. Rồi, lại cho vào Renlock. Rồi, khá xịn. Wow, con Wubwubfit này có vẻ khá là bự ha. Trời ơi, hai con tạo được cái trứng chứ vậy. Được rồi nè, lem nó ngay các bạn ơi. Phải lem nó lẹ chứ. Chờ nãy giờ là mệt lắm rồi đó. Đây, quả trứng thứ 9. Trời ơi, kinh khủng chứ. Quá là nhiều trứng cho một video luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ cất con Cider này vào. Và chúng ta sẽ cất luôn con còn Camrup vào luôn đi ha. Mình chỉ cần một con thôi. Magma hoặc là Camrup thì chúng ta chỉ cần một thôi. Tại vì nó chỉ có một con, nó nhân hai thôi. Hai con nó không có cộng dồn. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi vào cái máy gia tốc. Máy gia tốc ấp trứng nha bạn. Để mà cho tụi nó nở ra thôi. Chala. Sẽ rất là nhanh thôi nha các bạn. Ok.
Trời nó muốn tối luôn rồi. Và chúng ta đã có được một cái con Jinlin, baby Jinlin nè, baby Mentai. Có được hai con luôn các bạn ơi. Nổ một lần hai con gì mới xịn chứ. Rồi để mình chờ coi con nào nữa không. Trời nó âm u luôn nè các bạn ơi. Chờ biết bao nhiêu ngày luôn. Chạy nãy giờ rất là lâu các bạn ạ. Tầm 20 mấy tới 30 phút. Đây My Tior. Nó nở ra luôn rồi nè. Wow, rất là xịn ha. Chúng ta còn phải chạy rất là nhiều. Thì nó mới chịu nở nha các bạn. Chừng mấy gia tốc luôn đó. Rồi, còn hai quả nữa thôi. Và con Happiness của mình đã nở ra luôn rồi nè. Vậy là còn cái quả trứng cuối cùng nữa thôi các bạn ạ. Đó, chúng ta sẽ cố gắng để mà chờ nữa đi. Đây rồi, Baby Moon Class. Thế là chúng ta đã đủ. Xịn chưa, xịn chưa. Happiness. Con này thì hồi nãy các bạn xem rồi. Hồi nãy mình đã có làm mẫu trước rồi nè. Rồi tiếp theo mình sẽ cho bạn coi con Jinlin. Đây là cái chuông hả? Nhìn lạ quá ta. Tại vì trước giờ mình chơi Bismarck mình cũng ít có breeding cho lắm nên mình cũng không có thấy mấy con này. Mentai. Cấp 1 của Mentin hả? Đây là con cá đuối các bạn ạ, nhưng mà nó có mặt cười đến lớn nè. Tiếp theo là Magia, cấp 1 của con hề Mr. Mai nha. Nhìn cũng khá là đẹp ha, dễ thương quá. Và đây là Moon Class. Cấp 1 của con Snorlax nè. Nhìn nó không có béo. Nhưng mà nó cũng là con gấu các bạn ơi. Ok, chúng ta sẽ cất nó vào nha. Mình còn 3 quả trứng nữa thôi. Đó, còn 3 quả trứng nữa. Ok, 3 quả trứng nữa. Chúng ta sẽ đi ra cái máy gia tốc này và tiếp tục chạy để cho nó nở nữa thôi. Tiếp tục thôi các bạn ơi. Ta-la. Nãy giờ vẫn chưa có tiến triển gì luôn hả? Lâu quá vậy ta. Nó nở một lần 3 con luôn. Và đây, chúng ta đã xong luôn rồi nè các bạn ơi. Bonslide, Why Not và Pudius. Ok, khá xịn luôn. Đâu rồi? Đó, vô đây chứ. Đây, mình sẽ cho các bạn coi từng con nha. Đây là Spotlight, cấp 1 của Sudo Wudo. Nhìn rất là đẹp các bạn ơi. Tiếp theo là Why Not. Con này thì mình có bắt ở vùng DN rồi. Mình có may mắn mình bắt được các bạn ạ. Con này nó khá là bự ha. Cái đuôi đó à. Tiếp theo là con Budiu, cấp 1 của con Rose Ray. Nhìn nó lạ quá ta. Rất là xịn luôn. Ok, hồi nãy mình cũng đã cho nở một cái con Azuril rồi các bạn ạ. Đó là cấp 1 của con Azumarill á, mà mình chưa có quay. Ok, rồi tiếp theo thì mình sẽ tiến hành breeding con Menafi và con Ditto nha các bạn. Breeding Legendary luôn nha. Và ở đây chúng ta đã có được cái môi trường thích hợp rồi. Menafi thì thuộc hệ nước đó, và Ditto thì hệ thường. Môi trường kết hợp giữa Kay và Sea Lantern là quá tuyệt luôn. Mình sẽ cho cái Destiny Nos vào cho cái con Menafi nha. Còn Ditto thì mình sẽ không cho gì hết. Ở đây thì mình sẽ đeo mình sẽ lấy một cái Rain Block và bỏ vào đây. Rồi. Quên, phải cho hai cái con này vào PC mới được. Quên mất. Cho tụi nó vào PC thôi các bạn ơi. Đó. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành breeding hai con này thôi. Đây, thời khắc breeding legendary luôn nha các bạn. Breeding hẳn cái con Manaphy luôn. Sao con này bấm vô không được vậy? Phải bấm ở dưới. Trời, làm mình tưởng bị lỗi chứ. Và nãy giờ nó đã có được quả trứng rồi nè các bạn ơi. Rồi, sẵn mình sẽ đi vào cái máy tăng tốc nở trứng luôn đi. Rồi, chúng ta lại tăng tốc tiếp thôi. Kinh khủng chưa? 671 con luôn rồi. 671 trên 809 con Pokemon. Khá xịn. Trời ơi, còn gì bằng nữa. Nó tăng tốc kinh khủng chưa các bạn ơi. Bạn nhìn kìa. Ôi ôi, đúng là căng thiệt. Và chúng ta đã nở ra được cái con Baby Fion rồi nè. Fion.
cuối cùng nó đã nở ra luôn rồi các bạn ơi. Chala, đây, Fion và Menafi. Đó, chúng ta đã up được Legendary luôn đó. 672 con luôn rồi. Khá xịn. Đó các bạn thấy không? Nhìn thấy sự khác biệt của nó không? Mình thấy hai con nó cũng na ná nhau à. Nhưng mà nó là Legendary. Ồ, rất là kinh khủng các bạn ơi. Để mình coi so sánh kỹ năng của tụi nó nè. Ồ, hai con kỹ năng giống nhau anh em ạ. Wow. À, hồi nãy mình giữ cái điểm IV, chứ mình không có giữ cái nature, hàng chi. À, điểm IV nó vẫn được giữ ha. Nhưng mà giữ được khá là thấp anh em ạ. Tại vì Legend thì mặc định nó sẽ có 4 điểm IV là 31 rồi. Ồ. Wow, nói chung là cũng xịn, cũng khá là xịn đấy. Ở đây mình có cái Lightbon các bạn ơi. Cái này chúng ta có thể đeo cho con Raichu nha. Đó, để mà khi raiding với con Ditto á thì Pichu, tức là cái cấp 1 của con Raichu á, nó sẽ học được cái skill Vol Tackle nha các bạn. Đó, có luôn đó. Chúng ta còn phải chuẩn bị một cái môi trường thích hợp cho Pokemon hệ điện nữa các bạn ạ. Đó, hệ điện và hệ thường. Hệ thường thì mình đã có bánh kem rồi. Và hệ điện thì chúng ta cần phải có mấy cái Redstone Lamp mà nó đã phát sáng nha các bạn. Nó mới có giá trị là 3 lận. Và những cái PC nó cũng có giá trị là 3 luôn. Đó. Đó, mình đã tạo được rất là nhiều PC luôn rồi nè. Ok. Quá là xịn luôn. Đây. Ở đây thì mình sẽ tiến hành mình thắp sáng cái Redstone Lamp này đi. Và để mình đặt ra ngoài đất đi ha, cho nó thích hợp. Và bên đây mình cũng sẽ đặt ra ngoài đất luôn đi. Chúng ta sẽ đặt ra ngoài đất luôn. Và lấy cái level. Thế là mình đã có một cái môi trường thích hợp cho Pokemon hệ điện và hệ thường rồi nha các bạn. Rồi mình sẽ cho cái con Ditto cũng như là Raichu vào trong PC trước cái đã. Để mà chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái quá trình raiding thôi. Đó, raiding now. Rồi. Xịn chưa, xịn chưa. Nó đang bắt đầu cái quá trình raiding rồi đó các bạn ạ. Để mình kiểm tra coi bọn này nó đã tạo được cái quả trứng chưa cái đã. Nó vẫn đang yêu nhau khá là da diết các bạn ơi. quả trứng rồi nè, rất là đã luôn. Ok, phải như vậy chứ. Bây giờ mình sẽ tiến hành phần raiding những cái con Pokemon khác nha bạn. Thì những con này á mình không có sử dụng mấy cái hương thơm như hồi nãy nữa. Ở đây để mình raiding con Togekiss và Togetic nha. Đó. Một con đực và một con cái. Rất là xịn anh em ơi. Đó. Rồi. Để tụi nó sẽ tạo thành trứng đi. Ok. Bây giờ thì mình sẽ raid in song song hai con nữa luôn. Đó chính là con Electabuzz nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ raid in Electabuzz và Ditto luôn nha. Đó, thì cái con này nó thuộc hệ điện luôn, nên là chúng ta rất là tiện luôn. Sử dụng cái môi trường của con Raichu hồi nãy các bạn ạ. Quá đã, quá đã. Bọn nó vẫn khá là bình thường đây. Rồi mình sẽ đợi cho hai cái quả trứng này nó được tạo thành cái đã. Sẽ rất là lâu đây đó. Tại vì mình hết mấy cái đồng hồ cát rồi đó. Chờ nãy giờ cũng khá là lâu luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi là trời. Và Togekiss, Togetic, Electabuzz và Ditto. Bọn mày đã tạo được những quả trứng chưa? Đây rồi. Đây, trứng của con Togepi đó các bạn à. Nhìn cái màu nó khác không các bạn? Nó khác với trứng thường nha. Và đây trứng của Electabuzz luôn. Đó, phải xịn như vậy chứ. Rồi chúng ta sẽ tiến hành bỏ nó khỏi Rain Block đi. Red in đủ rồi. Để mình tháo cái con Ditto ra cái đã. Để mà lấy Ditto Red in với con Wigglytuff nha các bạn. Đó. Đây, Ditto và Wigglytuff. Wigglytuff thì nó thuộc hệ tiên á, nên nó sử dụng chung với môi trường bánh kem luôn. Rất là tiện cho chúng ta luôn đó. Đợi nãy giờ cũng khá là lâu luôn rồi. Trời ơi, để mình kiểm tra coi nào. Có được quả trứng rồi nè các bạn ơi. Flame Edge. Wow. Và con Wigglytuff kia con cái hả ta? Hèn chi nó có được cái quả Wigglytuff kìa. Xịn xịn xịn. Phải như vậy chứ. Đây, để mình lấy cái PC ra mình kiểm tra coi. Chúng ta cũng sẽ cất cái quả trứng này vào trong đây đi. Quả trứng thứ tư. Nãy giờ thì mình có chuẩn bị cái môi trường cho con Genix rồi các bạn à. Nó thuộc hệ
Băng và hệ Sajik đó, nên mình đã chuẩn bị bắt Ice cũng như là khối thạch anh rồi nè. Đó, mình đang cho nó redding với con đít to đó các bạn ơi. Đó, một cái môi trường quá tuyệt cho chúng nó luôn. Trời ơi. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đứng đây và chờ cho trứng chúng nó được tạo thành thôi. Cha la, trời nó muốn tối luôn rồi nè. Trời ơi. Và cuối cùng cũng có được cái quả trứng. Trời ơi, redding này nó tốn nhiều thời gian của mình lắm các bạn ơi. Video này mình làm cũng 5-6 tiếng rồi đó. Mà mình cắt ra khá là nhiều đoạn đó các bạn ạ. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ cất cái con Xenix vào trong đó. Mắc bay cũng cất vào trong đây luôn. Còn tiếp theo mình còn redding đó chính là Clefa nha các bạn. Clefable. Mình sẽ còn cấp 1 của con Clefable nha. Các bạn cũng có thể dùng cái con Clefairy để mà redding cũng được. Clefable thuộc hệ tiên. Và nó cuối cùng nó cũng đã có được quả trứng rồi nè các bạn ơi. Trời ơi, xịn xịn chưa. Cất hai con này đi. Rồi, Clefable và một quả trứng. Trời, mình đã có 6 quả trứng chưa nữa rồi nè. Quá xịn luôn ha. Nãy giờ mình có chuẩn bị một cái môi trường bằng lửa để mà redding hai con. Đó chính là con Magma và con Ditto nha các bạn. Ditto thì mới có môi trường bánh kem rồi. Và Magma chúng ta còn phải có môi trường lửa nha. Cái lửa này các bạn biết sao nó cháy như vài hồi không? Tại vì chúng ta đặt mấy cái nether rack ở dưới đó. Trời ơi, kinh khủng chưa? Trời ơi, quá kinh khủng luôn, con gì nữa. Rồi, chờ nó tạo ra trứng thôi. Đây, đây rồi. Claim nó liền. Và con Magma đực hả ta? Ok, Magma đực nó mới cho mình cái quả bon, Pokemon chứ. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái môi trường để mà redding mấy con Hitmonlee nha các bạn. Hitmonlee, Hitmonchan và Hitmontop. Nó đều có một cái con cấp 1 nha các bạn. Và con đó là con nào thì tí mình các bạn sẽ được biết nha. Thì mình sẽ bỏ cái con Hitmonlee vào trong đây đi. Hitmonlee, Hitmonchan, Hitmontop thì mình đã có hết luôn rồi. Chỉ con cấp 1 của ba con đó thì mình chưa có thôi. Thì con này thuộc hệ đánh á, nên mình sử dụng cái môi trường bằng Stone Rig nha các bạn. Để mình coi nào. Có trứng chưa ta? Cha la, claim nó thôi. Hây da, kinh khủng quá. Thêm một quả trứng nữa rồi nè. 8 quả trứng rồi đó. Quá là xịn luôn. Còn gì băng nữa. Ok. Ở đây mình sẽ có cái con Hitmonlee vào trong đây đi. Và con tiếp theo mình dự định redding cho chính là con Girder nha các bạn. Nó cũng thuộc hệ giác đấu luôn, nên mình sẽ sử dụng chung cái môi trường với con Hitmonlee hồi nãy. Xịn chưa? Đây Girder. Chúng ta sẽ cần redding để mà có được Pokemon cấp 1 của nó. Trời ơi, được chưa vậy? Hey, ra được quả trứng rồi nè. Girder được hả ta? Cho mình cái quả trứng chứa trong Pokemon nè. Rồi, quả trứng thứ 9. Ghê chưa? Quá kinh khủng luôn. Rồi, cất tụi nó khỏi Rainlock thôi nào. Quá đủ rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành quá trình cho trứng nở nha các bạn. Trời ơi, 9 quả trứng của chúng ta đây rồi. Đó, mình sẽ đem 5 quả theo và một con Magma để mà nhân 2 tốc độ nở. Đó, lại chạy vào cái máy gia tốc này thôi các bạn ơi. Máy gia tốc nở trứng. Ok, cho nó chạy thoải mái luôn. Ghê chưa, ghê chưa. Chạy quá là đã luôn nè. Chúng ta không cần phải động tay động chân gì cả. Vì chúng ta cần chính là giết thời gian thôi. Và chưa có em nào nở hết vậy. Đây rồi. Baby Togepi. Con đầu tiên đã nở rồi nha các bạn. Quá xịn luôn. Đây Togepi. Mình sẽ tiếp tục thay cái quả trứng mới liền chứ. Rồi mình còn mấy quả nữa thôi. 3 quả nữa. Ok. Lại chạy vào trong đây cho nó tiếp tục gia tốc nở trứng thôi nào. Wow, trời ơi, chạy hoài luôn á. Đây rồi, baby Tyrogur. Con này là cấp 1 của Hitmonlee, Hitmonchan và Hitmontop nha bạn. Đó. Thì cái con Tyrogur này á, nó sẽ tiến hóa tại cấp 20 nha các bạn. Và khi mà đạt cấp 20, nếu mà attack lớn hơn defense thì nó sẽ tiến hóa lên con Hitmonlee.
Defender and Attack nó sẽ tiến hóa là Nidmon Chain. Và Attack và Defend bằng nhau thì nó sẽ tiến hóa thành Hitmon Top nha bạn. Kinh chưa, kinh chưa. Còn gì bằng nữa. Trời ơi. Và để những cái điểm đó bằng nhau á thì các bạn cần phải biết khá là nhiều về những điểm EVs nha các bạn. Đó, EVS đó. Và đây là Elekid các bạn ơi. Wow, một con baby Elekid. Quá xinh luôn. Trời ơi. Rồi, bây giờ mình còn 3 quả trứng nữa. Ba quả trứng chưa nở nữa. Chúng ta sẽ chờ xem. Đây, mình sẽ cất cái con Elekid này vào đây nha. Xịn như vậy chứ. Ba quả nữa thôi, sẽ nhanh thôi các bạn ơi. Cứ chạy như vầy. Chạy như vầy hoài luôn ơi. Thiệt là xịn. Và đây Iglybub. Quá đã luôn ha. Trời ơi, Iglybub. Còn gì bằng nữa. Đây rồi, Iglybub nó đã nở luôn các bạn ơi. Đây, thêm một con nữa rồi nè. Bây giờ mình còn 2 quả trứng chưa nở nữa thôi. Mình sẽ cố gắng mình đợi một xíu nữa nha các bạn. Trời nó cũng đổ cơn mưa luôn rồi nè. Kinh khủng quá. Mưa khá là to anh em ơi. Và Clefa nó đã nở đó rồi nè. Về phần cái con Clefa thì mình đã có rồi nên mình cũng không có bất ngờ cho lắm. Mình chỉ làm mẫu cho các bạn thôi. Đó, Clefa. Và cái quả trứng còn lại lâu nở thế nha. Đây rồi, Smoochum. Đây là cấp 1 của con Zing X nha các bạn. Smoochum rất là dễ thương luôn. Ok, thế là mình đã nở hết tất cả các trứng rồi nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi vô trong nhà. Chúng ta sẽ tiến hành đi vô trong nhà cái đi. Vô trong nhà, tên là bọt vô các bạn ơi. Chứ mình không có cách để mà thoát ra khỏi cái máy đó đâu. Ghê quá. Rồi chúng ta sẽ cho bạn coi từng con đi ha. Đầu tiên là Magma nè, Lefa, Elekid, Iglybub và Smoochum nha. Đây, mình sẽ cho các bạn coi từng con. Magma. Quả mòn cấp 1 đó các bạn ơi. Chắc bạn cũng không còn lạ gì nữa đúng không? Rồi, tiếp theo là Clefa. Wow, khá là xịn. Elekid. Mấy con này nó nhỏ xíu vậy ta. Nó chui lên trên bàn chế tạo làm cái gì thế? Iglybub. Đẹp chưa, đẹp chưa. Tiếp theo là Smoochum, cấp 1 của Zing X. Nhìn nó cũng tóc vàng nè, nó cũng na ná cái con Zenith trên đây mà. Ok, mình sẽ cất nó vào trong đây nha. Rồi, đó. Quá xịn luôn. Rồi, mình còn 4 con nữa đúng không? Đây, Togepi, con Pokemon mà nó có cái quả trứng đặc biệt nhất. Nó nở ra mà nó còn dính nửa quả trứng lại nữa nè các bạn ạ. Tiếp theo là Pichu, đó. Con này thì nó có sẵn cái skill Volt Tackle luôn rồi. Tại vì hồi nãy mình có đeo cho nó cái Light Bond đấy. Và đây là Timber, cấp 1 của con Girdle nè các bạn à. Rồi, tiếp theo là Tyroger. Cái con Pokemon mình nói có 3 dạng tiến hóa đó. Ghê chưa. Ok. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái môi trường để mà raid đi một lần nữa nha các bạn. Và cái môi trường này dành cho hai hệ, đó chính là hệ giác đấu nè và hệ bóng tối. Hệ bóng tối thì mình sẽ cần sử dụng mấy cái Block of Course, mấy cái khối than nè. Ghê chưa, tối om luôn. Và hệ giác đấu thì mình sử dụng mấy cái Stone Brick hồi nãy. Và những Pokemon mà mình cần để raiding đó chính là hai loài. Wow, đây là sự kết hợp rất là đặc biệt luôn nha các bạn. Đây, Incinerate và con Pangoro. Các bạn biết sao nó có thể raiding được với nhau không? Tại vì hai con này một là đực một là cái nè. Và chúng nó cùng chung một cái nhóm trứng. Ghê chưa? Đây, Clem liền. Ghê không các bạn? Quá xịn luôn. Mình sẽ đi vô cái máy gia tốc để mà tiếp tục cho nó nở ra nha. Chạy nãy giờ rồi. Chưa nở ra luôn. Lâu quá vậy ta. Lâu quá hen. Và cái quả trứng cuối cùng nó cũng đã nở ra luôn rồi các bạn ơi. Đây chính là con Baby Bancham nha. Đây là cấp 1 của con Pangoro nha các bạn. Teleport. Để mình coi thử nào. Chết, mình đang để hai con kia ngồi kia rồi.
Để mình tháo ra mới được. Tôi quên mất. Để hai con này vào đây nó lại tiếp tục red in nữa đó các bạn à. Đó, đây. PC chúng ta sẽ cùng kiểm tra coi nào. Bancham và Pangoro. Đó, đây là một sự kết hợp rất là đặc biệt luôn. Incinerate. Ok, thì còn một vài điều nữa mình cần nói với các bạn về cái phần redding này. Thì cái con Ditto nó có thể redding với tất cả các Pokemon, trừ Pokemon nằm trong cái nhóm chưa được khám phá nha các bạn. Đó. Và nếu hai con Ditto nó red với nhau thì cái trứng nó sẽ ngẫu nhiên ra một loài Pokemon nha các bạn. Đó. Điều thứ hai là những Pokemon nằm trong nhóm trứng chưa được khám phá thì nó không thể redding với bất kỳ Pokemon nào nha các bạn. Đó. Rồi, nếu một con Nidoran cái, hoặc một con Nidoran đực, hoặc một con Nidorino, hoặc là một con Nidoking nó red với một con Ditto thì cái trứng nó sẽ chứa một trong hai con, đó chính là Nidoran cái và Nidoran đực nha các bạn. Đó, tức là các bạn cứ red cỡ nào thì nó cũng ra chỉ hai con đó thôi. Rồi, cái nữa là một con Illumise và một con Vonbis mà nó red với Ditto các bạn à, thì cái trứng nó cũng sẽ chỉ ra hai con Illumise và Vonbis thôi. À. Phần tiếp theo là về redding của Pokemon Alolan nha các bạn. Nếu mà bố hoặc là mẹ đều là Alolan thì cái trứng nó sẽ 100% nở ra Pokemon Alolan nha các bạn. Còn nếu mẹ là Alolan, bố là Pokemon thường thì cái trứng nó sẽ có 50% cơ hội nở ra Pokemon Alolan nha các bạn. Đó. Còn nếu bố mẹ là Alolan và Ditto thì cái trứng sẽ có 25% nở ra Pokemon Alolan nha. Đó. Pokemon của hai người chơi khác nhau cùng redding thì cái tỷ lệ ra shiny Pokemon nó sẽ gấp đôi nha các bạn. Đó, quá là đã luôn đó. Ok, thì đó là tất cả những gì mình biết về redding Pokemon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhớ ấn vào cái chuông để mà nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ like fanpage Fury Gaming và comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.